Tại sự kiện của nhãn hàng, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với visual cực kỳ xinh đẹp trong bộ váy trắng tôn dáng. Người đẹp phải liên tục lấy tay che chắn để tránh lộ hàng. Địch Lệ Nhiệt Ba lại chiếm trọn sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện vừa qua. Mỹ nhân Tân Cương diện bộ váy trắng có thiết kế ôm ngực làm cô nàng phải liên tục che chắn vòng một suốt để tránh lộ hàng. Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại một sự kiện của một nhãn hàng mà cô làm đại sứ. Body đẹp và chuẩn của mỹ nhân Tân Cương trong bộ váy trắng ôm sát vòng một nữ nang thu hút sự chú ý của khán giả. Dù thân hình mảnh mai gầy gò nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại sở hữu vòng một khủng. Chụp góc nghiêng thôi đã thấy vòng một của nữ diễn viên 9X chuẩn cỡ nào. Nữ diễn viên phải liên tục tạo dáng để tránh thiết kế váy trắng tinh khôi làm lộ vòng một của cô nàng. Gà nhà Dương Mịch phải liên tục lấy tay che chắn để tránh lộ bất kỳ khuyết điểm nào trước ống kính. Vì bộ váy trắng có phần khá hở hang, thế nên Địch Lệ Nhiệt Ba quyết định trưng diễn thêm một trang phục khác tại sự kiện. Trang phục thứ hai là áo cardigan crop top với sắc trắng xanh xen kẽ. Set đồ rất nhã nhặn này đến từ thương hiệu Alexandra Rich với áo và quần suýt tông với nhau. Tổng thể outfit bắt mắt này được Địch Lệ Nhiệt Ba mix cùng vòng cổ ngọc trai tinh tế, mang cảm giác thoải mái cho chính cô nàng đi đứng dễ dàng.